Mới đây, dân mạng đã dậy sóng bởi câu chuyện của một người phụ nữ gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Chị và chồng đã có với nhau 4 cậu con trai đáng yêu. Do không có con gái nên cặp đôi đã nhận nuôi cô cháu gái ruột từ khi còn mới 6-7 tuổi. Điều chị không thể ngờ rằng chính người cháu ruột này khi lớn lên lại trở thành tiểu tam chen vào mối quan hệ của chị và chồng, làm tan nát hạnh phúc gia đình. Dòng trạng thái của mẹ nuôi gửi con gái cũng là người đã xen vào mối quan hệ giữa cô và chồng. Gửi con gái cũng là người tình của chồng mẹ. Ai nhìn mặt tôi cũng nói rằng, ai dám lấy chồng tôi, ai dám giật chồng tôi, chỉ có con đường chết. Chồng tôi uống mật gấu cũng không bao giờ dám tạo phản. Trên đời này, người ta bị con giáp 13 giật chồng, với tôi thì khác. Tôi phải nói là bị ăn trộm chồng. Chồng tôi hiền lành, cả thế giới gọi ông là Phật sống, sống đạo đức. Chỉ biết vợ con là niềm vui của cuộc đời. Đến một ngày đẹp trời, tôi phát hiện ra chồng tôi bị đứa cháu tôi cưng như trứng mang từ Việt Nam qua nuôi từ năm 6 đến 7 tuổi, nó ăn trộm mất. Người phụ nữ này cho biết chị đã suy sụp đến mức sút 5kg trong vòng một tuần, và điều khiến cô ngỡ ngàng chính là chị ruột đã tiếp tay cho mối tình sai trái này. Cô đã có những lời chia sẻ đau đớn trên Facebook. Cháu ngoại chị kêu em bằng gì ta? Bà ngoại hay bà gì? Rể chị kêu em bằng má, bằng gì hay vợ cũ? Kêu con em bằng em, giờ kêu má mình bằng bà ngoại hả chị? Nói tới cách xưng hô em rối não ghê. Hiện tại cô và chồng đã ly hôn, người cháu đã kết hôn cùng với dượng của mình và có với nhau cậu con trai. Hiện câu chuyện đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.